Bảng phong thần sinh thời loạn thế, 3.000 năm trước, thiên hạ loạn lạc, nhân thần cũng gặp đại họa. Sau trận đại chiến, phong thần bảng khép lại mở ra một kỷ nguyên mới đầy hỗn loạn. Đông Hải là nơi thỏa hiệp để các thế lực tồn tại. Đức, Lợi, Tùng, Thuận là tứ trụ thống trị thành phố. Trong đó, thế lực lớn nhất vẫn là Đức gia. Tập đoàn Đông Hải, Đông Hải Đức Hưng dẫn nước sinh hoạt cho toàn thành. Lý Văn Tường vốn là một thanh niên khôn ngầu đang làm công việc shipper và cũng là một tay đua siêu hạng. Anh sở hữu một niềm đam mê cháy bỏng với những chiếc xe mô tô và tốc độ. Trong buổi đua xe hôm đó, Văn Tường may mắn giành được chiến thắng, nhận được lời khen ngợi. Vậy nhưng đối thủ suýt lấy đi thắng lợi của anh lại là một cô gái. Trong lúc đang trở về bỗng dưng gặp cô nàng, Lý Văn Tường tiến tới hỏi thăm định làm quen, hỏi tên tuổi, nhà ở đâu. Nhưng đối phương không trả lời, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một kẻ đeo mặt nạ. Hắn cảm thấy chiếc xe này xịn sò nên muốn nam chính đội cho hắn một chiếc giống vậy. Ai mà giành đội xe cho gã, thế là Văn Tường liền không đáp mà rời đi. Nam chính sống tại thành phố Đông Hải, tại đây bị chia làm hai thế giới và phân chia bởi một cây cầu sắt. Một bên là khu nhà giàu, cuộc sống hào nhoáng, hòa mỹ chìm trong ánh đèn rực rỡ giữa những tòa nhà chọc trời. Một bên là khu ổ chuột tồi tàn và rách rưới, ở đó không những vô cùng chật chội mà còn lạc hậu và hỗn loạn. Hai thế giới kề sát bên nhau bằng một sự đối lập hoàn toàn trái ngược, đó tưởng chừng như là một bức tường cao phân biệt rất rõ hai tầng lớp. Nguồn tài nguyên quan trọng nhất tại đây chính là nước. Nơi đây thường xuyên phải chịu đựng tình trạng hạn hán nên người dân phải dùng tiền để mua. Tuy nhiên, người giàu lại hạn chế số lượng cấp nước dùng, dù có tiền cũng không thể mua được. Vì một miếng nước, người nghèo phải đi ăn xin, bị lừa gạt và thậm chí còn phải bán mạng. Trong khi đó, người giàu thì lại trái ngược hoàn toàn. Vì không cam chịu nhìn thấy cảnh mọi người vất vả tranh giành nhau từng giọt nước, nên Lý Văn Tường đã quyết định xâm nhập vào nhà máy phá hủy hệ thống khóa nước để dẫn về cho người nghèo. Vào một ngày đẹp trời, chẳng biết ai đó để lại con mèo nhỏ tại nơi làm việc. Không nỡ nhìn chú mèo bị bỏ rơi nên anh đã mang chú mèo con đi thả. Thế giới rộng lớn vậy, bản thân mày tự do rồi sẽ sống tốt thôi. Chỉ là nó cứ quấn lấy không rời, sau khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp thì anh lại không nỡ bỏ mặc. Cuối cùng thì mang tới tặng cho em gái Kasam. Anh chàng này là Tam Thiếu, thiếu gia của Đức gia. Một buổi tối định mệnh, Lý Văn Tường đang đưa Kasam và chú mèo trở về nhà thì vô tình gặp phải Tam Thiếu. Hắn đột nhiên nhìn chúng về chiếc xe mô tô của anh. Thủ hào của Tam Thiếu chưa kịp nói dứt câu thì anh đã vít ga rời đi. Thấy thái độ này, Tam Thiếu cũng rất bình thản. Trong mắt của hắn, chỉ cần là thứ mình thích, hắn nhất định phải có được. Lý Văn Tường sống cùng người bố và anh trai. Trong lúc đang ăn cơm, tin tức về vụ việc hệ thống cung cấp nước bị phá hoại được phát trên đài phát thanh. Nghe tới đây thì bố của nam chính vô cùng tức giận. Không biết gã trời đánh nào lại lớn gan làm chuyện này. Vì hệ thống bị hỏng vậy nên dẫn tới việc ngừng cấp nước quy mô lớn. Nếu để ông biết được kẻ nào làm thì chắc chắn sẽ đập cho hắn ta một trận. Chưa dừng ở đó, ông còn than vãn về việc đua xe của Vân Tường. Đường ngang ngõ tắt, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Ngay tới đây thì nam chính phải đập bàn tức giận và đi ra bên ngoài cho khuây khỏa. Trên đường đua ca xa rời đi, nam chính bị một nhóm người bám theo. Anh dừng lại trước một chiếc tàu hỏa. Nó vô tình chắn ngang đường đi, nhờ đó mà Tam Thiếu cùng bọn thủ hạ vừa kịp chạy tới. Thế nhưng, trái ngược với ý của hắn, Lý Văn Tường lại không hề có định giao chiếc xe của mình. Không thêm mềm, vậy nên Tam Thiếu chỉ có cách cứng rắn. Những tên thủ hạ của hắn ở phía sau bắt đầu chuẩn bị lấy đà. Lý Văn Tường sớm đã nhìn ra ý định của bọn chúng. Chỉ với một chiêu thần long vẫy đuôi, tất cả đều đã bị ngã xe. Lợi dụng chiếc xe hơi của Tam Thiếu làm bàn đạp, anh tiếp tục cho xe bay thẳng qua chiếc tàu hỏa đang chắn trước mặt và sang bên kia. Đúng lúc này, tàu hỏa cũng vừa chạy qua hết những tòa cuối cùng. Đội xe của Tam Thiếu ngay lập tức lao lên đuổi theo. Lợi dụng sự linh hoạt của mình, Lý Văn Tường len lỏi bên trong một nhà máy, lái xe trên những chiếc ống kim loại mà tựa như đang di chuyển trên bề mặt của đất phẳng. Một con đường duy nhất đã đưa anh tới tận cảng chuyển hàng. Ở phía sau, Tam Thiếu vẫn gắt gao đuổi sát. Vì tốc độ quá nhanh, chiếc xe của hắn bị bay lên cao. Tam Thiếu bị ngã ra khỏi xe. Tuy nhiên, sau khi tiếp đất, hắn lại may mắn không hề bị thương một chút. Tới đây thì nam chính tỏ vẻ khinh thường và định rời đi. Nhưng chưa kịp rời đi thì một mũi tên bằng băng đã bay tới đâm trúng vào anh. Thì ra Tam Thiếu đã nhanh chóng ra tay thực thể hóa, hắn tiếp tục bắn thêm vài mũi tên nữa. Văn Tường vừa định gắng gượng đứng lên thì đã bị bàn chân của Tam Thiếu giẫm lên đầu. Phe Tam Thiếu giành được phần áp đảo nhờ số đông, mà chú mèo cũng bị hắn lạnh lùng ra tay giết chết. Nam chính thực sự không hề biết rằng bên trong cơ thể của mình thật ra có chứa một phần hồn phách của Nai Cha. Chuyện chú mèo bị chết đã chạm tới cực hạn và đánh thức nguyên thần của Nai Cha. Lúc này, đôi mắt của anh trở nên rực cháy ánh lửa. Anh lao lên, tung một đấm hỏa quyền về phía đối phương. Tam Thiếu chịu xong đòn này cũng bị bỏng nặng phải chuồn thôi. Trở về nhà, hắn tức giận vì vết thương trên tay, phần thịt bị cháy không hề lành lại.
Hắn kể lại mọi chuyện cho lão quản gia, lão quản gia đem chuyện này nói lại với ông chủ. Nam chính tỉnh lại trên bệnh viện, hóa ra cô y tá chăm sóc cho anh lại chính là cô gái đua xe mô tô định làm quen mấy ngày trước. Cô nói anh được một kẻ đeo mặt nạ đưa tới đây, bản thân vốn đang bị thương rất nặng nên cần nghỉ ngơi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là vết thương của anh chị sau một đêm đã gần như khỏi hẳn. Về phần Casa thì không may mắn như vậy, cô nàng bị thương rất nặng, chân đã không thể giữ nổi. Dù đã cưa đi nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Ngay vậy anh tức giận chạy ra ngoài. Đúng lúc này anh trai tới hỏi thăm. Rất nhanh sau đó, một đoàn xe cũng đi tới. Đám vệ sĩ nhanh chóng bước xuống xếp thành hai hàng rồi cửa xe mở ra. Ông chủ Đức bước xuống, trên tay cầm quyền trượng bước lại gần. Ngoài mặt giả vờ tới để xin lỗi, thế nhưng ý định thực sự bên trong của ông ta lại là xác định xem Vân Tường có phải là Na Cha đã chuyển thế hay không. Ông trả lại cho anh chiếc mô tô đã được sửa lại cùng một số tiền khá lớn để bồi thường. Thấy vậy, anh trai anh đi lên nhận thay, nhưng chưa kịp cầm vào tấm thẻ VIP đã bị nam chính hất văng đi. Trong đầu anh không thể nuốt trôi cục giận này, chính con trai ông ta đã làm cho em gái của mình mất một cái chân. Nếu muốn xin lỗi thì mang cái chân của con trai ông tới để tạ tội. Nói xong, liền lái xe rời đi. Nhìn thấy tấm thẻ đã bị đốt cháy, hắn quyết định sẽ tranh thủ giết chết Lý Vân Tường ngay từ lúc Na Cha còn chưa thức tỉnh. Để làm được điều này thì ông quyết định sử dụng tới những con át chủ bài của mình. Vân Tường cùng anh trai bị truy sát ngay trên đường đi. Nam chính bị rượt đuổi phải lao qua vách núi, chiếc xe cũng vì thế mà ngã ngửa, con người thì nằm té dưới đất. Một trong số kẻ ra tay chính là nữ sát thủ giống như bạch tuộc. À, không những vô cùng gợi cảm mà còn sở hữu dáng người thướt tha và nhanh nhẹn. Đi cùng đó còn có một kẻ mặc giáp sắt khổng lồ. Trước khi bị tên khổng lồ hạ sát, nguyên thần Na Cha bên trong cơ thể lại tiếp tục bị đánh thức. Anh đốt cháy nữ sát thủ, thế nhưng vừa định đứng dậy thì liền bị tấn công. Kẻ bên trong bộ giáp lại là một con cóc xấu xí. Đúng lúc nguy cấp thì một kẻ khác xuất hiện, hắn dễ dàng đỡ một đòn đó và giết chết tên khổng lồ kia bằng một cái que sắt. Thoạt nhìn kẻ mới xuất hiện này có vẻ lơ láo, không quan tâm tới mọi chuyện xung quanh. Hơn nữa còn đeo mặt nạ và điều đặc biệt hơn là quen biết nam chính. Hắn gọi nam chính là Na Cha. Trong khi anh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì hắn đã kéo xác con cóc khổng lồ rời đi một cách rất vui vẻ. Rất nhanh sau đó anh liền đưa anh trai tới bệnh viện. Lý Văn Tường không kiềm chế nổi sự tò mò của mình nên tìm tới nơi ở của tên kỳ lạ đeo mặt nạ đó. Thông qua lời kể của hắn, anh mới biết bản thân mình chính là Na Cha trùng sinh và cái bóng lớn phía sau phát ra ngọn lửa chính là nguyên thần. Lửa của Na Cha bẩm sinh đã bá đạo mãnh liệt, mỗi khi bộc phát ra, ngay cả nam chính cũng không thể kiểm soát được. Cùng lúc này, tại Đức Gia, Đồng Hải Long Vương sớm cũng đoán được kết quả. Nghe vậy, Tam Thiếu muốn ra sân, hắn muốn tự tay giải quyết chuyện này. Nhưng sau khi nghe thấy quyết định đó thì Đồng Hải Long Vương lại nổi giận. Đúng là tuổi trẻ, chưa trải sự đời. Ông lập tức táng cho thằng con trai này vài cái, sau đó để lộ ra cánh tay bị thương. 3.000 năm rồi mà vết thương vẫn chưa khỏi. Nói rồi ông đập mạnh quyền trượng trên tay xuống nền, mọi thứ bắt đầu dịch chuyển một cách kỳ lạ. Toàn bộ căn nhà như thay da đổi thịt giống như bên dưới nó là một cái long cung vậy. Đồng Hải Long Vương tiếp tục giải thích, Na Cha là một kẻ điên cuồng, bản lĩnh cao cường, gặp thần giết thần, gặp yêu giết yêu. Cách đây 3.000 năm, Na Cha đã đánh bại và giết chết Ngao Bính. Chưa dừng ở đó, Ngao Bính còn bị lột xa và rút gân rồng. Đồng Hải Long Vương phải tiêu hao hết đại thần thông mới tạo được sắt lòng cốt trên lưng Ngao Bính để hắn tiếp tục sinh mệnh. Nhưng vì bị thương quá nặng nên ký ức kiếp trước đã mất hết. Cũng vì chuyện của Na Cha mà Tứ Hải Long Vương đã phải tạm gác lại ân oán để hợp lực đối phó cùng nhau liên thủ mới bức được hắn tự sát. Chỉ là không ngờ hồn phách của hắn lại thoát khỏi Thiên La Địa Võng. Bởi vậy suốt 3.000 năm nay, Đức Gia vẫn trông giữ ở bên cạnh Đồng Hải. Chỉ cần xuất hiện kẻ nghi ngờ là Na Cha trùng sinh liền hạ sát ngay. Thấy một người, giết một người. Tha nhầm còn hơn bỏ sót. Biết rõ mọi chuyện trong quá khứ, Ngao Bính thề nhất định phải ra tay giết chết Na Cha trong kiếp này. Sau khi bàn tính kỹ lưỡng, Đông Hải Long Vương tìm tới kẻ bí mật đeo mặt nạ và mang theo rất nhiều tiền để nhờ trợ giúp. Hóa ra hai người này quen biết cũng đã lâu. Trở lại bệnh viện, bố của Nam Chính đi tới, ông rất tức giận. Trong lúc đang sửa lại xe thì hình ảnh trong quá khứ lại hiện lên. Nó làm cho anh mất bình tĩnh khiến ngọn lửa bùng phát suýt đốt cả bệnh viện. Vì điều này, vì muốn kiềm chế sức mạnh vậy nên anh lần nữa đi tới nơi kẻ đeo mặt nạ bí ẩn, hy vọng rằng hắn có thể giúp mình cách khống chế lửa trong người. Đổi lại thì nam chính chỉ cần độ chiếc xe cho hắn thật hoành tráng mà thôi. Đôi bên lập tức đạt thành hiệp nghị, hắn lập tức bắt tay vào việc ngay. Trong cơ thể nam chính có một tiên thiên nguyên thần chi hỏa. Hiện tại, cơ thể anh chỉ là nhục thân, chân hỏa trong cơ thể uy lực quá lớn, bởi vậy phải dùng vật bằng sắt thép đem nội hỏa dẫn ra ngoài. Nếu không thì xác định là sẽ bị lửa đốt tới cháy người. Kể từ đó, nam chính miệt mài tập luyện. Không những phải tập võ mà còn phải tự tay làm bộ áo giáp cũng như mỗi chiếc chân bằng sắt cho em gái.
Chẳng biết trải qua bao lâu thời gian, nam chính cuối cùng cũng có cho mình một bộ áo giáp riêng. Tới đây thì anh và kẻ lạ mặt quyết định solo đọ tài một phen. Nam chính cố gắng tấn công mà bên kia đa phần né tránh. Sau khi bay nhảy hết nơi này tới nơi khác thì song quyền đôi bên cũng chạm nhau tạo ra một lực lượng bùng nổ. Điều này vô tình khiến chiếc mặt nạ của kẻ thần bí rơi ra. Tới đây thì hắn chính thức lộ mặt, hắn chính là Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Đại khái trong truyền thuyết thì Lục Nhĩ Mỹ Hầu chính là kẻ mê hoặc nhân tâm, chẳng phải người tốt đẹp gì. Lời này vừa thốt ra liền khiến cho hắn tức giận, lập tức phản bác lại. Bản thân cậu vốn gây ra bao nhiêu tội ác, hại chết bao nhiêu người, liên lụy bao nhiêu bằng hữu, vậy mà vẫn còn có tư cách nói tôi à? Nghe vậy nam chính lập tức giận dữ, nguyên thần cũng vì thế mà hiện lên. Tại đây thì nam chính không biết nói gì nữa, có lẽ Lục Nhĩ Mỹ Hầu nói đúng. Anh cần khống chế lại, về chuyện nguyên thần tại sao những lúc nguy cấp hay tức giận lại đột nhiên hiện thần, còn những lúc bình thường thì dù cố gắng tới đâu cũng không được. Điều này được giải thích rằng nam chính hiện tại vẫn chưa cùng với nguyên thần kết hợp làm một. Nài trai kiếp này trùng sinh chính là Lý Vân Tường, nhưng mà số lần hắn đã trùng sinh không phải là chỉ một lần này mà đã có vô số lần. Trước kia đã có thì tương lai cũng sẽ có. Cái gì mà Trương Vân Tường, Triệu Vân Tường, Vương Vân Tường, Tôn Vân Tường? Chỉ là mỗi một đời nai trai chuyển thế đều không gánh nổi danh hào này. Có một số người, ngay cả bản thân là nai trai trùng sinh cũng không biết, hoặc có biết thì cũng bị Đông Hải Long Vương đưa tiễn một đoạn lên đường rồi. Ngoài ra nếu muốn nắm được sức mạnh hoàn mỹ nhất thì phải có pháp bảo, đó chính là vòng càn khôn, hỗn thiên lăng, vân vân. Còn bộ áo giáp này cũng chỉ là chắp vá tạm thời mà thôi. Sau khi nói xong thì có lẽ quá trình tập luyện của nam chính cũng kết thúc. Cậu quay về nơi làm việc, hoàn thành nốt bộ giáp và mặc lên người. Lúc này bác sĩ Tô ở bệnh viện cũng tới. Ở bên ngoài, Tam Thiếu không thể chờ đợi thêm được nữa nên quyết định hành động. Lão quản gia sẽ ra tay thăm dò trước. Đúng lúc bác sĩ Tô đang chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị tấn công. Một đám kẻ bịt mặt xuất hiện nhưng đều bị Hạ Đao Vắn ngay lập tức, buộc lão quản gia phải xuất hiện. Lão ta không ngần ngại hiện nguyên hình, hóa ra bản thể chính là một con hải dạ xoa. Đôi bên không nói nhiều lời, liền trao đổi nhẹ vài chiêu thức. Nam chính tuy được chỉ dạy vậy nhưng vẫn không phải đối thủ của hắn. Đúng lúc sắp bị đối phương tiễn một đoạn đường thì nguyên thần nai cha lại xuất hiện đốt cho đối thủ cháy khét. Cứ như vậy, Lý Vân Tường thừa thắng xông lên. Lúc định xuống tay hạ sát thì bác sĩ Tô ngăn lại. Thế là bọn chúng may mắn nhặt được cái mạng. Sau lần ám sát thất bại, Tam Thiếu liền bỏ ra một số tiền lớn để mua chuộc người ở bên cạnh của nai cha. Vừa hay gã đó cũng không ưa gì nam chính nên mới chọn cách phản bội Vân Tường. Trở lại bệnh viện, bố của nam chính đến thăm anh trai. Nghe tin anh sang thăm nhưng chưa kịp bước vào đã nghe được lời thổ lộ của ông ấy. Ông nói rằng bản thân mình vẫn luôn đặt niềm hy vọng lớn nhất vào người anh trai này. Còn em trai Lý Vân Tường thì suốt ngày chỉ biết phá phách. Từ nhỏ cũng vậy, tới khi lớn cũng thế. Nghe được những lời này, anh liền lặng lẽ rời đi. Nhìn thấy vẻ buồn bã, bác sĩ Tô đi tới an ủi. Lúc này Kasa cũng tỉnh lại, cô nàng đã nghe được hết những lời động viên này. Cô cũng biết nguyên nhân gây ra một phần là do anh nên tức giận rời đi. Cô trèo lên trên buồn bã, nhưng chưa kịp rơi nước mắt thì bất ngờ phát hiện đồng nghiệp của nam chính đang mập mờ. Hắn ta tiến vào phòng, vặn ốc vít trên bộ giáp của nam chính và thủ tiêu luôn anh chàng đồng nghiệp bị thương. Tất cả những điều này đều bị Kasa chứng kiến nên gã ta bắt buộc phải thủ tiêu luôn cô nàng. Và thế là đôi bên xảy ra một trận mèo đuổi chuột. Đúng lúc đó bệnh viện bắt đầu bị tấn công, với địch nã số lượng lớn đạn pháo về bên này. Nam chính vội vàng mặc lên bộ giáp rồi chạy đi giải cứu mọi người. Anh đi lên trên mái nhà, bộc phát thực lực lao lên ngăn chặn. Chỉ là đúng lúc nguy cấp thì một cái ốc vít trên bộ giáp bị bung ra, khiến anh mất đà rơi xuống. Viên đạn pháo cứ như vậy lao thẳng tới vị trí của bố anh đang đứng. Tức giận vì chuyện này, anh lao lên chém giết, phá hủy luôn chiếc xe đang nã đạn kia. Trong đám khói đen bỗng xuất hiện một loạt công kích. À ta di chuyển linh hoạt, sở hữu dáng người thướt tha. Vũ khí thường dùng là một chiếc quạt dày. Ở trên đó, mỗi một chiếc nan đều là một thanh đao vô cùng lợi hại. Ngoài ra còn có một cánh tay sắc bén như dao liên tục chèn ép nam chính vào thế khó. Vậy nhưng tất cả đều được giải quyết bằng việc nguyên thần bộc phát. Lý Vân Tường vội vàng quay lại bệnh viện, bố của anh bị thương nặng không thể cứu chữa. Tức giận vì chuyện này nên anh quyết định sẽ đi tới Đức Gia để tính toán sổ sách. Cùng lúc này, Lục Nhĩ Mỹ Hầu cũng đi tới Đức Gia để gặp Đông Hải Long Vương. Nơi này chứa tất cả nước của thành Đông Hải. Rất nhanh sau đó, Đông Hải Long Vương xuất hiện. Ông đã sớm đoán ra được Lục Nhĩ Mỹ Hầu chính là người đã chỉ điểm cho nam chính. Điều này khiến cho đôi bên lật mặt. Thủ hạ của Đông Hải Long Vương nhanh chóng ra tay động thủ với Lục Nhĩ Mỹ Hầu, đồng thời dùng hỗn thiên lăng trói chặt hắn. Phía bên ngoài, Lý Vân Tường cũng đã tới và chưa kịp làm gì thì ngay lập tức bị hỗn thiên lăng trói chặt. Thế nhưng, chỉ trong chớp nhoáng, anh đã thoát khỏi trói buộc. Vì không chắc chắn có thể đánh bại nam chính nên Đông Hải Long Vương quyết định sẽ tránh giao thủ. Nhưng Tam Thiếu thì lại khác.
Hắn muốn chứng minh bản thân cho nên sẽ ở đây giữ chân nam chính. Một trận đấu kịch liệt diễn ra. Một con rồng màu trắng không quá siêu to khổng lồ xuất hiện và cả hai bên lại tiếp tục cọ sát. Trong lúc đang đánh nhau thì bộ giáp lần nữa bị lỗi kỹ thuật. Nam chính bị đánh trọng thương nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc được. Anh tức giận và thấy là nguyên thần Nai Cha lại xuất hiện. Rất nhanh sau đó Tam Thiếu cũng bị đấm không trượt phát nào. Sắt long cốt trên lưng cũng bị kéo ra khỏi cơ thể. Tới nước này rồi thì số phận của hắn cũng chính thức bị định đoạt. Chưa kịp rời đi thì nữ yêu Thái Vân bất ngờ xuất hiện tấn công. May thay Lục Nhĩ Mỹ Hầu xuất hiện ngăn cản. Cũng không rõ là hắn đã thoát thân được từ lúc nào. Hắn chỉ dùng một tay và chỉ sau vài đường múa cơ bản đã chế phục được Thái Vân. Lúc này nam chính thắc mắc lai lịch của nữ nhân này rốt cuộc là ai. Hóa ra à ta chính là truyền nhân của Thạch Cơ Nương Nương. Năm xưa trong một lần lấy cung tiễn của sư phụ ra nghịch ngợm, Nai Cha vô tình hại chết sư tỷ của ả. Ả cho rằng cho dù chuyển kiếp bao nhiêu lần thì anh vẫn luôn là một kẻ tai tinh, lần lượt hại chết người này tới người khác. Nghe được những lời này, một loạt ký ức hiện lên trong đầu Lý Vân Tường. Hình ảnh Nai Cha bị Long tộc cùng triều đình chèn ép, phụ thân Lý Tịnh muốn Nai Cha nhận sai nhưng cậu đã không làm, cậu quyết định cầm kiếm lên và tự sát. Quay trở lại thực tại, Vân Tường muốn thả cho Thái Vân rời đi. Tới đây thì một màn bất ngờ nữa lại tới. Thực ra kẻ mà Đông Hải Long Vương tưởng là Lục Nhĩ Mỹ Hầu lại chính là Tôn Ngộ Không, vốn dĩ hai kẻ này đều sinh ra từ một hòn đá. Năm đó sau khi thỉnh kinh xong quay về, Tôn Ngộ Không phát hiện ra chuyến đi đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Phiền não trên thế gian này không thể giải quyết dễ dàng bằng chuyện thỉnh kinh. Trong mắt Tôn Ngộ Không, bảng phong thần xếp rồi lại loạn, loạn rồi lại xếp mấy ngàn năm nay cũng không thể thay đổi được gì. Giống như sóng gió ở Đông Hải này đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Đông Hải Long Vương cho rằng hắn trốn tới đây là để trốn khỏi kẻ thù. Thực ra hắn mệt mỏi cho nên không muốn quan tâm tới việc gì. Ngay cả kim cô bổng cũng không biết ném ở nơi nào nữa. Sau đó hắn cho biết sợi dây đỏ lúc nãy chính là pháp bảo của Nai Cha có tên Hỗn Thiên Lăng. Cái động bên dưới là đường dẫn tới Đông Hải. Trong đó, Đông Hải Long Vương đang giam cầm một đám giao long của các con sông lớn, lấy sức mạnh đám giao long đó bồi dưỡng tu luyện cho Long Châu. Hỗn Thiên Lăng được dùng để cô chặt đám giao long đó, không cho thoát ra ngoài. Bọn chúng đều là của các con sông lớn, cần phải nuôi dưỡng bằng nước ngọt. Tâm địa này đã khiến cho nước của cả thành bị cạn kiệt. Trở lại bệnh viện, tên đồng nghiệp phản bội lên tiếng chỉ trích. Chỉ là gã chưa kịp vui mừng thì Kasa đã xuất hiện vạch trần sự thật. Tới bước đường cùng, hắn ta đành phải bắt cô nàng làm con tin, nhưng không ngờ bị hất văng xuống vực. Sau đó Lý Vân Tường cùng Kasa, anh trai và bác sĩ Tô tới thăm mộ của cha mình. Anh quyết định sẽ chấm dứt chuyện này để những người khác có thể sống yên bình. Ngay khi nam chính vừa rời đi thì bác sĩ Tô cũng bị kẻ nào đó khống chế. Lý Vân Tường một mình đột nhập vào Long Cung. Trên đường đi bị phát hiện và bị một đám thủy quái đuổi theo. Anh bám trên lưng một con cá mập bỏ chạy. Sau một hồi rượt đuổi thì cả đám cũng rơi xuống một cái khe ngầm. Vô tình cái khe này lại dẫn thẳng tới Long Cung. Bước vào bên trong là cảnh tượng tráng lệ. Ở trung tâm có viên Long Châu đang tỏa ra màu vàng rực rỡ. Nam chính tiến lại gần giải cứu cho con thủy thần thú nhưng không được. Đông Hải Long Vương xuất hiện, ngoài ra còn có Thái Vân, ả ta giữ bác sĩ Tô để làm con tin. Thấy vậy, nam chính vội vàng lao lên giải cứu nhưng bị chặn lại. Bác sĩ Tô mặc dù không biết võ công, nhưng khả năng né chiêu lại xuất quỷ nhập thần. Lúc này nam chính vẫn tiếp tục bị Đông Hải Long Vương bán hành. Đúng lúc thời điểm anh ngỡ rằng mình đã khiến hắn bị thương nặng thì Đông Hải Long Vương biến hình. Thân thể ông ta hóa thành một đồng chất lỏng màu đen tựa như dung nham. Sau đó khóa chặt nam chính tại chỗ, dùng vô số sấm sét đánh lên người anh. Ở phía bên kia, bác sĩ Tô bị dồn tới đường cùng nên phải nhảy xuống vực. Thấy vậy, nam chính tức giận và khi tức giận thì thực lực lại bùng nổ dữ dội hơn. Anh thoát khỏi trói buộc và ném một thương đâm xuyên cổ Thái Vân. Sau đó thì cùng Đông Hải Long Vương lấy cứng đối cứng so công lực. Đông Hải Long Vương bị đẩy lui nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đối phương lần nữa quay trở lại. Suốt 3.000 năm nay, ông đã không ngừng tu luyện hóa thân đại pháp chỉ để chờ đối phó với chủng sinh của Nai Cha. Và viên Long Châu màu vàng kia chính là thứ sức mạnh có thể đánh bại cậu. Chính vì thế, ông ta nuốt luôn cả viên Long Châu. Khi Long Châu không còn, đồng nghĩa rằng không còn gì để trấn áp bọn giao long nữa. Nếu bọn chúng thoát ra được thì bên ngoài sẽ lập tức tạo ra những cơn sóng thần chưa từng thấy cuốn đi hàng ngàn sinh linh trong thành Đông Hải. Nghĩ tới viễn cảnh trước mắt, Nai Cha lập tức dùng Hỗn Thiên Lăng níu giữ lại tòa tháp giam giữ bọn giao long. Đông Hải Long Vương nhân cơ hội tấn công giáo giết. Cuối cùng, Hỗn Thiên Lăng không chịu nổi nữa đứt giữa chừng. Tòa tháp sụp đổ, nam chính bị văng ra xa, nằm ngã ngửa. Mặt biển lúc này dậy sóng dữ dội, người dân cố gắng chạy lên chỗ cao hơn để tránh đại nạn. Nơi khác, bác sĩ Tô cũng thành công leo lên trên. Lúc này nam chính đã kiệt sức, anh cố gắng đứng dậy nhưng không được, Đông Hải Long Vương tiến lại gần mỉa mai.
Đông Hải Long Vương sử dụng cánh tay sắt của mình đâm một nhát chí mạng vào bụng của nam chính. Sau một đòn này, Lý Văn Tường vẫn cố gắng vùng dậy, cơ thể anh tỏa ra hỏa diễm ngập trời. Kết quả là Đông Hải Long Vương bị lửa đốt chết, mà nam chính cũng vì phóng thích quá nhiều sức mạnh mà suy kiệt. Trong cơn mê sảng, nam chính lần nữa gặp lại nguyên thần Nai Cha. Anh nói rằng mình đã cố gắng hết sức rồi, đây có lẽ là kết cục. Anh hy vọng Nai Cha hãy cứu lấy Đông Hải, cứu lấy những người dân ngoài kia. Tưởng chừng như lần này nam chính sẽ phải tảng mạng nơi đây rồi. Nhưng còn lâu, nguyên thần Nai Cha hiện ra, đem nam chính bao bọc lại, đồng thời cũng đem bộ giáp hòa vào cơ thể của cậu. Sau khi quay lại thì việc đầu tiên anh làm chính là sử dụng hỗn thiên lăng trói chặt từng con dao long to lớn và kéo chúng trở về với vị trí ban đầu, giúp mọi người thoát được một kiếp nạn. Nai Cha và bác sĩ Tô ở bên dưới biển đi lên mà Tôn Ngộ Không cũng tìm tới. Lúc này anh đã lấy được pháp bào của mình, cũng có nghĩa rằng từ giờ anh đã là Nai Cha chân chính. Sau đó Tôn Ngộ Không đưa cho nam chính mượn chiếc xe để đưa bác sĩ Tô về nhà, nhớ trả xe là được. Sau chuyện này, thành phố một lần nữa yên bình. Nhưng mọi chuyện có lẽ vẫn chưa kết thúc.